Em xin chào cô chú anh chị và các bạn. Ngày mới em xin mến chúc toàn thể cô chú anh chị và bạn sức khỏe và bình an. Hôm nay em tiếp tục đi bán vé số của chú anh chị. Bữa nay cũng 200 tờ, hôm qua thì 210. Nhưng mà hôm nay chỉ có 200 tờ thôi. Đó, thì em cũng chúc cho tất cả cô chú anh chị và bạn ủng hộ em luôn được may mắn nha. Giờ em tranh thủ em đi bán thôi cô chú anh chị ơi. Thôi mời cô chú anh chị và bạn đi bán vé số cùng với em nha. Mời cô chú anh chị. Vé số chú ơi. Cha đâu rồi con? Bữa nào chú chở bé Vi xuống chơi. Quên qua em đi bán trong tè tè chồng á. Chạy cho tới chồng hả? Ừ. Ờ, đâu gánh vậy? Ừ, hung chú cái rồi. Lấy gì mà gánh vậy? Ừ, cái camera con, hung chú cái rồi. Ừ. Cha chưa thức nữa hả? Chị đâu? Về bữa nó chị xuống chơi con. Không chở chị. Con coi chú Khánh ngồi ghế, chưa đi chơi phóng lại mình chú Khánh ngồi nè. Nè, mua số chú nè. Mua số gì? Chắc ra tự lựa. Nè, cha gửi cho chú gửi công thông nghe cha. Ừ, đó giỏi quá. Đưa chú Khánh rồi, rồi. Đưa chú Khánh giặt cho con lấy. Trời ơi, biết lựa 72 luôn. Ông qua nhắn mới vô nhà, lấy chị có 32 không? Hình như có nè chị. Lấy 5 tờ đi. Đồ, ảnh lựa số độc mày. 272 mới chịu à. Chúng hả? 667272 số dễ nhớ chưa không? Ừ. 3272 luôn. Cho ta mượn luôn cái này nha. Cái gì con? Mượn ha. Đây. Ghét không? Đúng không ghét? À. Ghét. Lấy chị 72 thêm đi. Đúng không? 722 luôn nè. 32, cái này 32. Còn tờ 1. 72 còn tờ hả? Yeah. Ghét rồi còn ghét. Này 32 giống như chú Khánh đưa nè. Ghé hớ nè. 32 giống như mua ở dưới rồi. Khánh đưa mà. Em ở dưới nữa. Ở dưới. Để đó chút. Rồi. Gì vậy? 27. 3. Gánh bài vậy nè hả? 2, 4, 5, 5, 8. Đưa thì kiếm, đưa nó lấy 2 tờ nữa đi Khánh. Này còn lấy số gì? Trắng 10. Thằng tài của anh Ti à. Đi xe nào? Dạch ra kiếm đi. Hay lấy thơm đi bán luôn cha. Kiếm lẹ đi. Lấy 2 tài nữa. Lẹ đi, đưa mẹ nè. 2 đi ăn cà chua đi. Đi ăn cà chua hả? 14 hả? Đây, anh gửi số độc không vô. Rồi đưa chú Khánh đi. Đi anh bóng đi. Rồi đưa trả lại chú Khánh đi rồi xong. Rồi cảm ơn cà gót nha. Chú Khánh đi đâu ạ? À? Hả? Chú Khánh đi lấy giấy giò con gì? Qua đi lấy số qua lấy giấy giò. Trời ơi. Qua bán được 210 tờ chị. Vậy hả? Qua lấy số của ai, con lấy của ai? Bà Hương á. À. Qua ăn 9 giờ rưỡi em bán hết rồi. Mẹ ơi. Rồi. Rồi, cảm ơn con nha. Dạ đi. Nhõng nhẹ. Chắc phải tới con hỏi kìa, lấy băng keo đấy của nó kìa. Mình phải đi lấy cái giấy giò kìa. Đi nghe ba thôi, bữa nào chú chở bé Vi xuống con. Đi lên tay anh đi. Lâu quá cũng không có chạy lên anh bốn cộng. Sẵn hôm nay chạy lên ghé thăm ảnh luôn cô chú anh chị. Chào chị Tư. Dạ. Ổng đâu chị?
Hôm nay bán giấy số nữa hả? Được, giúp em múc vài tờ đi anh ơi. Để mua ủng hộ ha. Một hai vé cũng được, cũng vui rồi. Mày buổi chiều trúng rồi hả? Đúng rồi, cũng cầu xin cho anh trúng số ạ. Chào bà cô chú. Ừ, giỏi quá. Nay mà áo đẹp quá trời luôn nè, áo này của người chị tặng cho bé Vi rồi tặng cho bé My luôn nè. Áo quá đẹp, đưa con đơn, con đứng lên rồi. Áo này bự nè, áo này lớn rồi nè. Ráng cố gắng học giỏi nha con. Dạ. Năm mới vô ráng cố gắng học nha. Dạ. Đó, quá trời đẹp gái luôn nè, bạn áo vừa chiến luôn các bạn. Cho cô coi, cô thấy không biết không? Dạ. Đó, 11 còn có quà nữa. Vậy nha, chúc con học giỏi nha. Dạ, ừ. Rồi mua ủng hộ 5 tấm thôi. À, ừ. Chiều nay cô chú anh chị thấy số này ra là biết dạ, ra, chúng. Ra là đâu có trốn được hả? Tiền. Rồi thanh kiều anh. Ừ. Rồi cảm ơn bốn nhiều nha. Rồi. Rồi bữa nào em chạy lên nữa. Ừ. Chiều nào thấy chiều nay em chạy lên nữa là biết rồi đó. Vâng. Ừ. Chiều nay là chạy lên sớm là biết rồi nha. Tại thế nghe đường này khó chạy lắm. Rồi cảm ơn anh nha. Rồi. Rồi hẹn bữa nào gặp rồi em lên. Hẹn bữa nào hả? Hẹn chiều nay. Mình nếu chiều nay lên là càng sớm là càng tốt. Rồi vậy đi. Không, em cũng cầu xin cho chiều nay em chạy lên sớm nữa. Vâng. Thiệt. 5 giờ chạy lên rồi. Đâu mấy giờ sổ anh, em cũng biết. 4 giờ mấy à, 4 mấy sổ rồi. Rồi vậy là 5 giờ em chạy lên. Ừ. Chị chiều nay 5 giờ em chạy lên. Rồi. Quyết định nha, cảm ơn anh nhiều nha. Rồi. Rồi, chúc anh sức khỏe nha. Rồi. Số chính ơi. Quán này bán dây số mà. Trời ơi, lúc này con nổi nghề rồi. Rồi không có quay nữa hả? Dạ có. Rồi, cũng cảm ơn chính vậy. Ổn quá trời vậy. Rồi, cảm ơn chính. Chúc chính may mắn nha. Dạ, đúng nghe chính. Dạ có. Đi vậy xe hầm. Con về đi, đi theo làm gì? Hả? Về con. Lâu quá lên gặp nhớ mình nè. Đi về đi. Đúng rồi, đi về con. Phước. Mà sao soạn bài được xong chưa? Soạn bài xong chưa anh Phước? Trang điểm rồi chưa? Máy cấp rồi xong chưa? Vô nè, quốc, bấm máy. Ảnh ra hài hài tí tiếu á chị. Dạ. Thiên thời địa lý lắm á. Hôm nay coi thời tiết sao anh Phước? Làm xi măng nữa. Còn đi cho gà ăn nè. Tay nhiều phải không? Ngày chủ nhật á, anh chị anh vô nhà má chồng em. Ở đâu chị? Anh, ở trong xóm lá. Rồi anh mấy chị đi giao cơm. Đi giao cơm cho những người già neo đơn. Những người khổ rồi đó. Anh đi theo đó anh quay anh kiếm clip. Em mới 2 ngày mà được anh. Không có đâu. Nay coi dự báo thời tiết sao mà anh? Coi nè, hôm qua mới coi giật chiều coi bữa nay sao mà ông có dứt cái sưng dùm bụp nữa. Biết ông dứt ăn phượng dứt. Thôi, cái đó để coi lại rồi nghe. Chưa biết à. Ông chết. Ông chết thiệt hả? Ê, chú à, anh chắc chú nè. Chết luôn. Hôm qua đi rồi. Để mang chung nè. Anh kêu chạy lên đây, em có biết nhà anh ở đây đâu. Hôm nay qua khỏi chút xíu ngang nhà của anh Hiếu hết tóc thì đây nè. Tưởng nó bà chết chứ. Sưng cái mặt. Ông ba chạy đứng đó coi cái gì. Bơ bơ. Sáng mai xuống anh Tì. Bơ bơ ơi. Có bán được không biết. Với anh Tì đó. Sáng nghỉ. Giữ cho nó đi ra để tôi để dành cho nó ăn hàng, nó ăn ngày gần 200 ngàn. Năm tờ. Dạ. Quay chưa, bấm máy rồi chưa? Để giờ hỏi thiên thời địa lý mà ảnh chưa coi được. Chưa coi được hả? Dạ. Hư mẹ nó cái màn hình đó mà nó tin. Mặt tiền, mặt tiền. Ê, cái mệt rồi. Chơi làm gì?
dây này làm thằng thàm hết trơn cho hết rồi, giờ nó dây gì không dục rồi bỏ hay gì nghe nào. Vậy là bữa nay chưa coi thời tiết được. Chưa. Màn hình bữa nay bị hư. Thấy sân nó bập luôn. Rồi em cảm ơn anh Phước nghe về. Em đi về chạy dài giờ em bán. Nãy có một người chị ở khúc dưới đây này của chú chị. Chị thấy đăng lên Facebook số 69 á. Em xuống em giao cái số cho chị. Chị Phúc ơi. Có 5 tờ chị ơi, nãy em đếm lộn á. Dạ. Dạ. Rồi cũng được rồi, làm du cấp rồi thêm cũng được rồi. Dạ. Tham gia chị Phúc ơi, cảm ơn chị nhiều nha. Cái số bạn Khánh ơi. Chào bạn. Anh rửa chén. Giỏi vậy ta. Chào con nha. Chào cả nhà nha. Ừ. Ủng hộ vậy tại sao? Mày đổi nghề hả? Mày đổi nghề vừa đi quay clip vừa bán vé số. Thấy tại đi, thấy tại cho mình tính nào. Mua ủng hộ rồi. Bán được mấy ngày rồi? Mới có hôm qua bữa nay. Đó. Qua bữa nay hả? Mới hồi. Nhưng mà không gài tính bán lâu rồi. Có mới có 2 ngày. Tính mua bẻ 2 cho con dính tờ. Bẻ 2 đẹp. Sớm anh Tây mua rồi. Rồi trường tờ rồi chứ. Có lại bẻ 2 luôn, bẻ 8 rồi. Đi. Số nào cũng được, ủng hộ là vui rồi. Ủng hộ đi. Mà trồng mai đi. Ai mà có chúng có chúng lô à, mừng cho cô chú anh chị. Thì nay chúng một tác hay sao cho đỡ khổ cho nên. Đâu về. Mấy giờ vậy? Sáng mấy chú cháu xuống nhau rửa chén. Ừ. Rồi, chúc bạn may mắn. Rồi, cảm ơn bạn nha. Ừ, cảm ơn bạn. Hên xui thôi. Mà đi luôn sang đây tranh thủ đi về dài cho trong an cư mấy bán vô. Rồi cái đường hồi đó đi bán mì á. Về ngày đấy nhiêu tờ? 200 à. 200. Ừ. Hôm qua 210 nó lấy 200. Dạ bán 200. Ừ. Bán không chắc sáng không chắc chiều á thì không có bán. Thôi đi ra đây cảm ơn nha. Rồi rồi. Chúc thành công. Rồi cảm ơn bạn. Rồi hai ngỗng dễ thương kìa. Thảy ơi. Nhớ con không? Nhớ con không? Thảy phải không? Dạ. Thảy không vậy? Chứ mà hỏi đại chứ không gõ nữa. Tại lâu lắm rồi. Ừ lâu lắm rồi. Lâu lắm mà từ lúc con đi bán mì tới giờ luôn. Ờ, bữa nay con đâu này. Bữa nay con đi bán vé số. Để ủng hộ giúp con hay vậy? Vậy đi, sao bán vé số? Dạ, con nghĩ bán mì lâu lắm rồi vậy. Có đi máy không? Có đi gì? Quay YouTube hả bạn? Dạ có. Hả? Đây bạn giúp con vậy. Dưỡng 7 rồi nè. Trời ơi, Dưỡng 7 ơi, con chào Dưỡng. Giúp con giờ tại số vô mày ơi. Tại số kìa, bữa nay nó mới số kìa. Khánh hả? Dạ đúng rồi. Đi. Lâu lắm con mới đi vô tới trong đây á. Đó bán rồi nghỉ rồi đi ấy rồi giờ bán số nữa. Dạ. Rồi bán số mà đeo cái gì chốt chụp hình tao. Mày bảo vệ con á. Chốc chốc chụp hình nặng chiều nay coi có chút đặc biệt lên đài gì nè. Cái này gì 7 với kia khỏe hả bạn? Khỏe. 10. Dì 4 chứ? Dì 4 vậy 10 giờ 10 ra đây rồi.
Dạ. Mười với mười đi tăng đi dự ra đây rồi mười ra đây nhảy nhưng mà nhớ mười không? Mười chào chị. Mười mười là cậu dưới đó đó. Dạ hồi nãy mười ngang đó không có nhà. À bây giờ quả lên đây rồi, qua đây mừng đã. Dạ. Quả mười là nhảy dưới mày. Chút xíu còn chạy lên trên đây. Dạ cho cái thì quả quả đâu có chịu. Khỏe không chị? Làm gì thấy đăng YouTube mà có quay không? Đó, em bán bánh mang đi show đó, gậy bánh mì lâu lắm rồi. Mì bây giờ đen quá. Dạ. Còn mấy mẫu ruột thừa đấy mày. Hả? Đây. Con mới mổ cái này tháng 3 bữa. Giờ thiệt mạnh chưa? Con mới cũng còn hay không có kinh đồ nặng được. Ừ. Thôi mà chuyến này đi vô gặp dì Bảy với lại Dương Bảy để mấy chị mấy cháu khỏe rồi con vui rồi. Cô Bảy với thằng Út cũng mổ được thừa, nhỏ thứ hai cũng mổ được thừa. Dạ. Con mới mổ tháng 3 bữa. Đó, dạ. Đó, cảm ơn dì Bảy nha. Chúc Dương Bảy với chị với lại dì Bảy may mắn nha. Rồi quay lên nói chiều nay tao vô đặc biệt. Con cũng cầu xin cho dự nha, chị vô độc đắc. Chứ nói chứ còn cái gì con làm cũng được chứ anh Bảy ơi. Từ đó giờ bán cà kem, bán bánh tráng trộn, bán lại chứ làm được. Có người vậy nó cũng đỡ. Dạ. Chứ còn có người đâu có biết buôn bán, đâu có biết cái gì đâu. Dạ. Như Bảy giờ mà kêu Bảy đi ra buôn bán nè. Dạ, kêu tao đi bán, tao không biết bán cái gì hết trơn á. Không biết bán cái gì đâu. Dạ. Bán rồi mà không chừng về bán đất bán nhà chung tao luôn. Con được cái con gì con làm cũng được. Ừ, vậy mình cũng đỡ chút. Dạ. Con mấy con rồi? Dạ có một đứa rồi bạn. Đứa hả, lớn chưa? Dạ 9 tuổi rồi bạn. Ờ, vậy cũng khỏe rồi. Dạ. Con đứa 9 tuổi rồi. Để hồn chạy lên tư lâu lắm rồi con không có lên lên tư. Nhiều khi rồi cái rồi cũng... nhiều khi không biết làm gì để mà đi vô á. Ừ, không có dịp đi. Dạ nhờ con đi bán với số vậy chúng mấy con mới lên được nè. Rồi cảm ơn con. Ừ, hôm qua thấm mưa thấm chặt phải thấm. Con lựa đi. Mày lấy tờ này, à, ngoài này thẳng này con. Nó cho nó đẹp. Rồi chúc con chiều chúng nha. Đây tôi tính ra. Hôm nay thấm mưa hả? Tính ra là lâu dữ lắm rồi mới ghé vô đây. Khoảng 10.000 cho ông thấm ăn hồng rồi. Vô, đây, vô thấy mấy đứa nào cũng lớn chứ. Hồi đó lại đây nó không biết nó nhỏ xíu gì. Nhỏ. Dạ. Thì ở đây mua ở đây cho nó, tới nó đi học rồi là bắt đầu mua, đi đưa đây mình mua luôn. Dạ. Đâu có chờ chứ nữa. Ví dụ như chờ thì có bữa không. Dạ. Đi chợ mình mua. Thôi cảm ơn dì Bảy, cảm ơn dì Bảy nha, cảm ơn chị nghe mấy cháu nha. Con về con tranh thủ chạy vòng lên trên đó cái bọc ra cái vòng ra đường trên đó. Đó rồi, cái đi ra có thể thôi về quay về đường này. Giống như lần đó đi bán bánh vậy. Không bao giờ đường đó đi cũng được. Dạ. Con đi dì Bảy á. Bán này cô chú anh chị trong đây các bà thương em. Bán chạy nhà kiếm luôn. Chị ơi, với số chị ơi. Sao chị không hỏi bây giờ tại chỗ chị, nhớ em không? Nhớ em không? Nhớ. Trời ơi. Lúc này em đổi nghề em đi bán số rồi. Nghĩ là ma lít hả? Dạ, cũng có làm đó chị. Ma lít của tài đây. Lúc này sao vậy? Cũng còn đi chạy xe lôi cuốc không? Xe gì xe lưu chứ? Có. Em nói khổ rồi nè. Lửa đi. Biết lâu rồi nha. Đúng ra từ lúc mày bán mày bây giờ luôn á. Bán cà game á. Bán cà game hả?
Không, ý là từ lúc bán cà game á, anh mày bây giờ em không có, không có vô. Mới chạy gặp thím Mười cho anh này. Thấy ai cũng khỏe của mình. Thấy chị đang bán hàng hoài đó chứ. Ủng hộ em, cái món em bán em có lợi, em ủng hộ lợi. Dạ bà, chạy vô tới nhà luôn vậy. Chứ đâu có gặp ngoài đường đâu. Có đi ra lỗ sao vậy? Dạ. Dạ. Cảm ơn chị nha. Dạ. Bye bye chị. Chúc bán đắt nha. Dạ, em cảm ơn chị. Quá trời bưởi. Chắc quăng luôn. Chị thấy em đăng đó mà chị tưởng đâu à. Má em đăng giùm ai? Mới bán 2 ngày. Bán đỡ không? Ngày đầu tiên mới đỡ. 210. Sáng giờ là còn nhiêu hả? À, em mới đi bán luôn á. Chà. Này nhiêu tờ? À, rồi sớm lấy 200. Chạy đi ngày 200 đều đi cũng được. Đi là mình chạy luôn nè chứ. Dạ. À, cảm ơn chị nha. Chúc chị. Chúc chị may mắn. Chị chúng đặc biệt. Em cũng cầu cho chị chúng đầu đắt thiệt bộ. Chị em mình khổ ghê. Chị chúng đặc biệt, chị lo em về. Làm chuyện khác đi, đừng đi bán nữa. Bà. Hết sữa rồi, lọc sữa rồi. Kêu Lộc gửi qua đi uống hết hộp sữa của chị Hai rồi. Đổ con. Con lấy nè bạn. Rồi em rồi, cảm ơn em, cảm ơn chị nha chị. Tranh thủ em đi lên trên trển. Biết đường đâu chào. Bữa nay em ghé nữa nha chị. Dạ. Bữa nay em ghé. Vô cùng giờ trong đây là nhà của bác Sư cho em. Sao? Nằm chứ? Chào Dương Bảy. Khỏe không vợ? Khỏe, bị xe luôn. Đó đảo lâu quá không mới gặp, về thằng Phương nó thấy nó lên cái... Cái này nó quay YouTube ở nhà không mà. Dạ. Cái này con bán với số bà Bảy ủng hộ con về tạo bà Bảy ơi. Có mua từ sáng giờ mua chưa Bảy? Thì bán với số mà chạy xe dĩ rồi sao đủ tiền xăng. Không biết đâu có tiền bả có tiền ở dưới không nữa, tôi lựa đại coi. Dạ. Lúc này về Bảy khỏe không vợ? Khỏe, bà làm sao rồi? Con sẵn vô đây thăm bác Xu luôn rồi. Dạ. Xin vô rồi. Đi bắt ốc rồi vừa rồi. Nãy nhỏ nó đi không thấy ở nhà. Để lại đặng điện thoại.
Rồi lấy hai trò để xuống dưới lấy tiền bà. Dạ. Cảm ơn Dượng. Đi đi xuống dưới rồi bà lựa. Dạ. Chào gì vậy? Hai trò với số. Bảy ơi, nhớ con vậy. Bảy. Lâu quá, lâu quá. Dạ, ông ấy bán có 2 ngày vậy. Ừ. Cái này có xài không? Có tiền đô không vậy? Xài tiền đô. Ừ. Dạ. Ví dụ lấy cái... Con vậy con làm cũng được chứ. Rồi Phương. Nó mới quay clip nhà xong, con cũng mới về hỗ trợ rồi. Tiền đô là con phòng nè. Hôm nay cũng được cái cô nào bên Mỹ cho con người được 50 đô. Cũng được. Con cũng được 50. chịu hai đổi ra được chịu 250. Ừ. Thì cha mẹ cũng khỏe hả con? Dạ cha mẹ, cha con thì hơi yếu. Ừ. Mẹ con thì khỏe. Đi cho bác gửi lời thăm nha. Dạ dạ có gì chờ con về nha. Cha đây mà nói đấy. Chứ cha con đâu đi đâu được đâu. Không. Yếu rồi cái thành thử ra ở dọc đi vòng vòng nhà không. Ông bà lấy hai miếng. Phương giờ có về khác chưa anh? Dạ chưa, nó vẫn ở mình. Con ở mình thì nó em con nó cũng ở mình. Ông đi tiếp ơi. Cái gì bữa nào cũng hết. Đi nghe Dượng. Chúc Dượng với Hiếp may mắn. Rồi rồi. Bán cũng gần hết rồi. Bắt xuống đây này. Cha con đâu rồi? Dạ. Cha con đâu? Ủa cha con đi làm rồi. Dạ. Long Hòa. Làm ở đâu lận? Trung Long Hòa. Ở Long An. Long Hòa. Long Hòa. Chú không biết. Ừ. Khỏe không con? Khỏe. Ừ. Cố gắng học nha. Dạ. Từ sáng giờ có thấy em bác Sáu không? Con không biết. Rồi con nghỉ ngơi đi. Đây nhà của bác Xui, bác Xui người dân tộc. Bác Xui ơi! Ra đâu con? Ủa? Chào bác Xui gái! À, trời ơi! Nó bèo mẹ! Đang coi chị đi đám! Chào, chào bác Xui trai nha. Quá trời mệt rồi. Đắm đuối luôn bà bơ thôi. Ngủ nó nóng. Trời nắng này nè nó hồng. Quá trời luôn. Lúc này bác Xui làm đâu? Ô bây giờ đi làm bên Trà Vinh đó bên chỗ trại giam á, mà mình làm á mình chỉ đóng vết tha không à, rồi mình leo đồ mình lên cao không được nhiều, giờ nghỉ đi làm, giờ đi giờ không có tuổi rồi leo cao gì nữa. Rồi mình lên thì bây giờ đi á, mình ở dưới mình cũng kéo giang kéo gì mình nhổ đinh ở ngoài nắng không hả, đó có chỗ đâu được. Cái trại giam nó trống lỏng à, vì chỉ mình đóng cái liều để cây đấy dặn giáo không, mình đâu có được đâu, mình trốn đâu. Vì bây giờ đi phủ đệ vừa tươi với Dũng nè. Dạ, thôi cố gắng lên bác Xui. Anh nhờ anh vô tới bày màu ngồi. Nghe rồi. Chị tính cho nó có mấy tờ cái mua giùm á. Mua đi. Cái chinh sao rồi, đây nó mấy tờ. Chinh sao. Nè, anh tóm nội nó mua đi. Nó đạo bác Xui. Nè chín sao nè. Tính lấy nó hết 5 tờ lúc còn không? Còn vừa đủ luôn nè. Thì lấy hết luôn, lấy hết 5 tờ lấy hết luôn. Rồi, con cảm ơn bác Xui. Đợi chung chung con số được rồi. Còn tờ này con chừa luôn, nhiều khi cái bác Xui trúng con trúng rồi. Bác Xui trúng rồi con trúng á. Ông cạn bán đâu được hai ngày nay bán đâu có chơi đâu có kỳ số gì đâu. Bữa hổm thấy đi bên của Lào
Lên Khánh bơi ghe kêu hả? Dễ gì nghe em chạy cho mình ngồi trên xe tải mà. Dạ. Không 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 nghe đâu, thấy Phương á. Thấy Phương hay còn? Lên Khánh. À. Không 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 nghe đâu, tại vì chạy ngồi trên xe tải kêu nghe đâu. Ba người lận. Đó vậy. Kêu. Thằng Dũng nói ghé không? Hứa cho mình. Nó đi quay á, mình ghé mình đi về rồi tối nữa. Dạ. Đi cầu xuôi đi. Dạ. Ở chạy đi bữa đi Cù Lao á, đi bên Cù Lao Dung á, đi lấy dừa tao. Cái mỏ là phải chua, chua cái mỏ. Ghét rồi. Ở chùa nè. Mũi canh ha. Mùi quá trời. Phương lúc này còn đi quay không? Cũng còn, ngày nào cũng quay, mới sáng mới hỗ trợ xong rồi con mới đi bán nè. Đi xuống anh hai. Sao mà sáng quên cái điện thoại nè ở trong đi xuống anh hai mua ba số. Nghe nè. Dương. Ở dưới đó hả? Ừ. Xíu còn xuống à. Buổi này là buổi lúc bên đó bác rồi. Thôi con đi xuống dưới nhà của Dương Hai dưới cái bác rồi. Rồi bữa nào con chạy vô đi rồi bắt cháu mình nhâm đi. Chúc bác xưa bác xưa trai bác xưa gái bác may mắn nha. Dạ. Khám số điện thoại 0179 đó còn ở đây còn xài đó, nếu điện số đó nha. 0179. Dạ. 0179 số đó. Dạ dạ. Số đó mà làm việc còn luôn số điện thoại chẳng còn. Dạ. Số 200 đó. Dạ đúng rồi, con xài từ đó giờ có số mà. Ờ vậy thôi. 0179 cũng có số cũ đó. Dạ. Con có đổi sim. Con có. Có 0179. Dạ. Số lâu lâu rồi. Lâu thì nó còn không lâu thì nó mất. Cái nó đầy nó tự xóa luôn. Dạ, con đi xuống với ông Dự Hai cái nghe bác Sugar. Lâu quá ông vô muốn đi cũng lạc đường. Là đặt hai cái ngồi Dương Út. Ủng hộ con tờ hay tờ số Dương Út. Cái này chuyển nghề luôn nè. Bán đỡ không? Dạ con bán cũng đỡ vậy. Cái này Dương đặt là có đi chở cát đá gì nữa không? Nghĩ rồi. Đi lâu rồi cát đá. Dạ. Mới về ghé bên Bắc Xuân nè. Bữa nào vô lai ra hay Dương? Cái này là cái 12 cửa ngột. Dự mua cái loại này tốt nè. Này gách cũng nhiều quá Dượng ơi. Này gách. Này 12 cửa ngột này đặt tôm cá ngát cá món cá nó vừa con gì vô cũng dính chân tăng vậy dễ giá sao mở Phương đứng đây làm gì nhà quay phim không mà vừa mai lại á mới giặt hôm qua hôm nay giặt nó mới vô vậy ừ. Không giặt nó cũ không vô. Mà nó giặt cái này tới 30 cái nè. Mà cái nó ngắn hơn nè, cái này tốt nè. 50 cái. Dạ. 50 cái. Bữa nào vô đi dở Dượng bữa nha. Hay Dượng đi luôn. Không cảm ơn Dượng cũng về Dượng lúc ơi, bữa nào con vô. Hay. Dạ. Phương này làm gì Phương á? Cũng quay YouTube á Dượng. Ừ. Nó dọn con. Dọn. Gì? Bò. Tiếp kia nó nghe tới tên trời ơi kêu lại luôn kìa dễ thương thiệt trời tên á nó tên gì Dưỡng Úc tiếp dạ kêu nó cái nó kêu lại liền giờ nằm lắp kêu tên nó là nó hút đầu lên là nó ngoa đi ra dạ cái tên nó
Dạ, mà mình đặt tên nó từ nhỏ luôn. Đặt từ nhỏ. Dạ. Dễ thương thiệt. Không, cảm ơn Gia Dượng nha. Hai. Đi làm con ghé. Chào chú Thêm. Chắc hết nhớ, hết nhớ con rồi. Nhớ con bán bánh mì xưa không? Con bán bánh mì xưa nè. Con Khánh nè, bán xưa bán bánh mì đó đó. Này phải không chú Thêm? Trời ơi, lâu quá Khánh ăn hả? Đó. Còn nước. Vậy giờ bán cái số? Bán số. Ủa, nghỉ bán kia hả? Nghỉ bán kia lâu rồi kìa. Ủa, uống nước trà hả? Rồi mày uống nước dừa, tay thật đi ra vẽ dừa. Tao đem lại hai coi thôi. Con uống nước trà này, chú mới công mày ra. Nước trà chọn chợ luôn. Hai ơi. Tính ra là lâu lắm con mới vô cái này luôn á. Muôn tánh thưởng tánh hả? Dạ. Tính tiền 28. Con mấy tuổi rồi con? Đó trước trời chút xíu và bự lên nè. 7 tuổi. Thằng này thằng sau này mới đây á. Dạ. Ờ, 7 tuổi trời nó bệnh nó đều đẹp vậy đúng không? Tiền dạ. Mỗi tháng, mỗi tháng tiền. Giết cái bà má nó chết. Thằng đó, cu như này nó bốn thằng. Dạ, cảm ơn dạ. Hai lấy tiền. Ôi. Không mà ai gặp con cũng bỡ ngỡ lâu lắm rồi. À, mới gặp. Bỡ ghê lâu quá trời ơi, mới thằng gặp. Dạ. Rồi anh chị đi để làm hết trơn hả gì à, hai nhỏ gái hai nó đi công ty. Dạ. Thằng kia thì nó về bên vợ. Dạ. Bên vợ chơi rồi. Thằng thằng còn đó nó bị đông máu đông á. Dạ. Rồi hàng tháng đóng tiền rồi dữ lắm. Dạ. Ổm có ở trên ấy nó có xuống. Nó đi về bên Đắk Lắk chơi rồi. Nó không có bị bệnh máu đông hay gì. Ờ, nó không giúp được. Ổm lên thành phố lấy tẩy á. Học tập tẩy á. Dạ. Rồi thấy con nhỏ quá đi rồi cũng biết bao nhiêu máu con nhỏ. Rồi nó không chịu, nó thôi giờ không dám lấy thằng nhỏ nó còn yếu lắm. Yeah. Rồi về rồi chặt nó rồi xả nó vô, rồi thằng kia nó nói bây giờ để vài tháng đi, giờ nó không dám. Kêu năng ở địa phương người ta cũng năng nỉ nói thằng xả, thôi bây giờ coi lại cho nhỏ giùm đi rồi giúp đỡ cho nó, gia đình nó không cha không mẹ, không có mẹ mà không có cha. Ở dòng ngoại bà ngoại, rồi thằng kia nó để 3 tháng nữa đi. Cái này nó nói cái dạng bệnh tật gì đó, nó không cái dạng bệnh. Dạ. Nó nói làm bậy rồi ở tù à. Nó nói vậy thì không. Cái đúng ra thằng này mà nếu mà ấy thì mà nó ấy mà nhà tư duyên rồi hoàn cảnh này à, đi học là tao miễn cái đó thôi. Dạ. Còn cái thằng địa phương này cái hôm rồi ở thằng địa phương năng nỉ thằng ấp. Dạ con được đứa con gái à. Mà thằng ấp dạ. Thì nó nói, ủa thằng xã nó nói. Dạ 9 tuổi. Nó không dám giữ quyết. 9 tuổi năm nay học lớp 3, 4 hả? Dạ. Trên thì có điều tra. Nhưng mà giấy tờ cũng dữ lắm à. Tờ nó cũng coi dữ lắm mà nó này dặn bệnh tật thôi để gắn thì 3 tháng nữa đi. Rồi nó đi điều chỉnh cái nó làm sao. Dạ. Đi lần lần mệt mỏi. Dạ đó mà con tay bỏ cho hai chữ. Dạ. Nó bầm máu đông, nó bầm lên. Cháu ông cây đó là nhà ta chở cho 700 triệu mà đi được chị cũng chưa có hết đâu. Qua wow, tới bên cái gì? Lên trung tâm băng bú á. Vậy rồi cũng nó đi ta đây. Thằng đó vô nó coi.
có đóng mà nó không dám, nó nói không được chú anh. Cái thằng kia ở ấp được con ấp, nó dám giúp đỡ cho nó coi, coi nó sao mấy người coi coi cho miễn như bảo hiểm đồ này kia giúp đỡ nó coi. Nhà trường nó miễn, để nó không bệnh. Chú mới nặng cái thằng này. Dạ. Có cái đó đâu tới chết lắm. Thấy lớn mà bệnh quá trời. Máu đông mà cũng như cái dạng phải sợ không máu á. Dạ. Nó bị máu đông thì nó cũng đó đó. Nằm Cần Thơ bên Quảng Mỹ hết 5 bữa. Nó cũng nó đó mẹ dạng nó cũng như nó còn mình bị chi nữa. Dặn nhẹ chắc tốn tiền dữ lắm luôn hả vậy? Nằm bên Cần Thơ con nghĩ là bệnh viện Hoàng Mỹ mà bữa ăn tốn. Tuy nhiên bệnh viện tư ra. Dạ. Ừ. Tốn á. Một tháng thì đi lấy máu là 4 triệu. Dạ. Nó đâu có lên mình, đâu có mình dịch vụ mà. Dạ. Ừ. Lấy máu tiền thuốc, tiền khám đồ này kia là 4 triệu, 4 triệu mấy, tiền xe chưa tính. Tháng ra thành thử ra tiền này tiền kia không mình anh ấy, bé trai này không 10 triệu rồi. Ừ. Đây quay lên quay 10 triệu luôn. Tháng nào như tháng nay vậy đó. Mà lấy lần đâu có ít đâu ta Khánh. 4 tiếng bé 5 tiếng. Học lớp 2 có lớn đó. Lấy lần 5 tiếng máu á. Dạ. Ừ, có hàng mấy cái gì 10 tiếng không khóc tiếng nha. Dạ. Bữa hôm đi khám bên Nhi Đồng Cần Thơ con bạn thấy không có khóc màn sơn à. Dạ. Đi hết 2 ngày. Như bữa nay đi xét nghiệm. Rồi các anh hồng em ơi mới lấy kết quả chứ phải đi ngày đâu đi. Dạ. Sân ta nhà nè hai nhà chơi cái góc ở dưới với lại cọc đào vậy hả hai vậy chứ làm gì tính thì bằng tuổi tao rồi tao làm gì ai mướn. Dạ. Ở nhà giữ cháu con nữa. Dạ. Mỗi bữa tới ba đứa lận đi nhiều ngoại chết ngày, hai rồi ngày hai cào mới được mấy ký. Trời ơi ngày hôm qua nay tao có chừng 5 ký được chưa. Vừa mặn lát cái đi làm cơm hóa ăn. Dạ, con có cầu xin cho chiều nay hai vô đục đất đi ha. Bởi vậy. Cho đỡ khổ. Tao giấy chờ chứ có tiền nên chị bệnh cho bé trai nữa. Tao cũng được. Con cũng cầu xin cho hai chiều nay trúng số cả lô 30 hay 50 hay là đặc biệt thì càng tốt nếu bạn có tiền lo cho bé trai. Dạ. Tao nói trời phải mày chúng được cái chừng tờ đi tao cất nhà cho mẹ con thằng này rồi. Dạ. Làm mua hoài không đúng hết trơn. Cái ổng á hôm ổng ngủ ổng thấy con rắn gì đó. Dạ. Cái tao nói trời phải bữa nay có ai vô bán vé số mà tôi mua cho chúng á. Hôm sáng em có 72 với lại 32 luôn. Ừ. Bạn bán là cái lô chính nút nè, có 3272 luôn. Ai đây cũng như là ai chở sao đi chở được, con không ai chở ai đâu có đi. Dạ. Thôi con cũng tranh thủ còn mấy vé con đi vô được. Cảm ơn Dượng nhiều quá vậy. Con cầu xin cho hai chúng số để có tiền lo cho hết. Dạ còn cũng mấy chục lợi mà họ còn cũng nhiều mà số cũng nhiều số. Dạ. Mua cũng biết số nào mà lựa. Số chọn mình luôn à. Chỉ đâu còn số cặn vài vé thì tao rước cho mình nhiều quá thôi. Số cặn á vài vé thì vớt luôn. Dạ. Bị gì đó, thì cái đó là Úc rồi. Ở đây con còn nhiều quá. Cặn lại với năm còn có 2 tờ, lấy tờ hình như còn tờ. Dạ đúng rồi. Còn giống cái hết 2 tờ. Lấy tờ 1. Cám bao giờ tôi giấy chúng 2 tờ, đúng hết 2 tờ thôi. Dạ. Lại trời chúng tờ 1. Rồi cảm ơn hai nhiều nha hai. Nào cầu xin cho hai chúng rồi có tiền lâu cho tôi. Trời trời vô tao còn biết thằng nào nữa. Tôi dạ. Đi bán lại lâu chưa? Con mới bán 2 bữa đó. Vậy hả? Dạ. Rồi nghỉ đi cái kia này hả? Dạ con vẫn ngồi đi. Con á hả? Dạ. Ờ. Thôi rồi, rồi. Hẹn gặp lại vậy ha. Dạ. Dạ. Dạ con cảm ơn ra nhiều. Rồi thưa hai về thưa Dương Khang về. Dạ. Lâu quá rồi mới gặp mấy năm rồi. Dạ tính ra mấy năm rồi đó. Muốn đi đường tắt đi ra hết chưa? Con chạy vô đây nó hơi cực thôi, trời mưa quá con chúng được. Đó, người bán bánh mì chạy tới lại luôn.
Cái số này ơi, lâu lắm rồi mới mới lại đây. Nhớ em không? Nhớ em không? Dạ em đi phải chị. Tư, Tư nhớ con không? Khánh á, Khánh bánh mì. Mấy năm rồi, à, Khánh bánh mì á Tư. Dạ. Dạ con đi bán giấy số rồi. Dạ. Bữa nay thằng Tài đi vô tới chỗ. Không biết thằng Tài hay thằng Khánh nữa. Dạ đúng rồi, tính ra là dạ con nhẹ ký. Dạ. Dạ. Tính ra là mấy năm trời rồi có mấy cái đi vô đường này á. Trời ơi Tư ơi. Con chúc Tư sức khỏe nha Tư. Trời ơi. Giàu gì chứ. Con cảm ơn Tư nhiều. Trời ơi đừng nghe muốn khóc luôn nè. Tại từ đó Tư thương con dữ lắm. Dạ. Đó bán mà bánh ấy là Tư mua hết. Mua hết. Có khi mua có khi cho nữa. Dạ. Con nói với mà 700 làm giùm nổi nước uống. Rồi đi đâu vậy? Đi bán số được mà. Trời ơi. Rồi đỡ không con? Mình ăn gì đỡ không? Dạ cũng đỡ. Mày đi quay phim tao coi trên truyền hình tao thấy. Dạ. Con cũng khỏe đó Tư ơi. Dạ, rồi gia đình đủ không? Dạ cha mẹ con cũng còn khỏe. Có cha con bị tai biến hai lần hai kỳ kỳ đó Tư. Dạ. Con làm nước gì uống mấy cái nha. Nè, mở hàng hai tờ. Mua dạ. Mang bán đắt. Để tư lựa tới số rồi. Thôi, lấy đại đi con. Lấy đại đi. Đại đi số nó lựa mình cũng lựa số đó. Dạ, con nghĩ số. Người bây giờ làm sao rồi mà ngăn được cái gì? Chắc dạ. Quay phim hay gì. Dạ, con cũng ổn, cũng làm, cũng nói chung con cũng lo cho con gái con. Con gái bây giờ ba lớn rồi. Dạ, gái con được 9 tuổi rồi. Dạ. Hồi đó con vô đây hình như nhỏ mới có mấy tuổi à. Thấy không, con vô đây cách 4-5 năm rồi đó, không có vô nữa. Lúc đó chưa có đi học nữa, lúc đó con đi bán bánh mì lại là con chưa đi học. Ừ, vậy đó hả? Dạ. Mừng quá ha. Dạ. Thôi gắng, cố gắng. Rồi vợ con có đi làm gì phụ được không? Dạ, con vợ con ly dị tháng mấy rồi. Sao vậy? Tại vì nói chung hết duyên, hết nợ rồi ly dị. Rồi con này, con nuôi con cũng năm mấy rồi. Năm mấy nè nuôi con. Sao không gắng cố gắng níu kéo gia đình. Để hết duyên hết nợ ý sao vậy. Gắng cố gắng níu kéo con. Dạ. Chứ đừng có làm gian dở vậy tội nghiệp. Thì con tội cũng nghĩ cho con gái con nhiều lắm đó chứ. Rồi con cũng có hỏi vợ con mà. Vợ con đòi đi làm nên con nói đi làm thôi con. Vậy. Uống nước lọc đi con. Dạ. Cảm ơn tôi nhiều quá ta. Ừ uống. Số đi. Ừ. Thôi thì cái gì cô Tư khuyên gắng cố gắng bảo vệ gia đình vậy đó con. Dạ. Mỗi lần mày đi chung với anh Khánh lại giờ anh Khánh lại đâu? Dạ anh đi bù đăng bù đớp làm cho nó. Dạ hả? Dạ. Nó mua miếng đất ở chỗ đó còn không ta? Miếng đất giữa đầu của miếng đất đó của Nhi á, chứ phải của anh đâu. Vậy hả? Dạ. Ừ. Nhi mập. Ừ, anh là anh nó cho ở đó thôi. Vậy hả? Dạ. Ừ. Trời ơi, Tư nói vậy Tư buồn. Rồi cha mẹ con, hai ông bà mạnh hết không? Dạ mạnh. Dạ. Bây giờ con đi bán giấy số thì với con làm YouTube gì thì nó cũng tạm đỡ không. Bây giờ mà con đi mua bánh mì bán xôi bắp như ngày xưa nó không được đâu con. Dạ, đúng rồi Tư. Không được đâu, lỗ chết luôn. Giờ ở đây tiền bạc ấy, cũng như ở nông thôn mình ấy, người ta hiếm có tiền ăn lắm. Dạ. Với lại con biết không, bây giờ lộ đó thấy không, người ta sáng ngày người ta ra cái lên lộ người ta đi mua đồ ăn như vậy đó, không có ấy nữa. Dạ. Người ta không có, mình không có lợi tới nhà mình bán được đâu, bởi vì ai người ta sáng ngày người ta cũng đi chợ hết trơn luôn á, lộ dưới người ta làm hết trơn. Hồi đó giờ con có đi lộ dưới chưa? Có.
Con dạ. Sát không có đội cho chạy cho anh. Đó lộ vậy đó. Nhưng còn như tư ở trên này còn khúc này chưa làm, chứ từ từ đó người ta cũng làm. Ta làm đan á, ta làm đan tới khúc nãy con đi tới khúc đó, tới đó của Phú Cần. Khúc này chưa có, nhưng mà ở đây cô Tư với anh nên đổ đá từ dưới này lên tới trên đó luôn á. Đổ đá đằng mình đi. Vậy đó. Chứ ở đây đi xuống độ này cũng khó khăn. Thì giữ dịch sức khỏe nha. Thôi đi nha con. Dạ. Khỏe nha con. Con cũng tranh thủ đi bán hết này, con chạy về đi lấy số mới nha. Vậy đi con, mình khỏe nha con. Cố gắng. Chúc Tư nhiều sức khỏe nha. Rồi, cảm ơn con nha. Thì thấy mạnh giỏi vậy là tại vì cha con thấy vậy yếu là cha con bị tai biến á. Cha con năm nay nhiêu? Dạ 66. Tư 75. Dạ. Bữa hổm có giấy. Sai con tính ra 65 mà chứ không được 66. Bữa hổm có giấy của huyện người ta đem ra ta tặng cho là cụ 75 cho được 400.000. Mà dạ. Tư buồn suy sụp bị gì mình già tới hết hồn. Dạ. Ta tặng. Năm nay Tư 75 rồi. 75, Diện Tư Nguyễn 76. Dạ. Ông qua bên đó, nhầm đó. Dạ. Rồi, đi nha con, đi khỏe nha. Dạ. Lâu lâu có đi ghé nha con. Dạ, cảm ơn Tư nhiều, chúc Tư sức khỏe nha. Dạ. Thấy con qua bên anh hai. Lâu quá rồi, lâu mấy năm rồi đó. Dạ, tính ra 4-5 năm gì rồi. Không có về Tư đây. Nước ngập lên láng luôn. Anh hai ơi, này đến gà anh hai giỏi quá trời luôn. Nuôi quá trời dịch luôn. Này dịch chim mới có chú anh chị. Chào anh trai. Để em chạy lên đó về qua rồi. Hai bãi luôn. Cũng đẹp lên. Mình đó anh, chào chị. À, anh nuôi cá trà là cá chê vậy? Cá trà. Dạ. Này có đòn chứ không phải của anh. Dạ. Anh cho ăn dùm nó. Rồi mấy số nè anh? Anh lấy 2 tấm. Dạ. Nếu còn được 2 tấm. Dạ. Trúng một trúng, không trúng đâu. Dạ, dạ, cũng mới lấy này. Em chịu này đúng. Lâu quá vô gặp chị. Nãy em lựa cho từ số đó luôn á anh ơi. Này hả, đúng hả? Chào chị. Trúng trúng hết. Còn em chưa lấy 2 tạ là trúng là em trúng luôn á. Chúng 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 vô. Hồi nãy lựa cho Tư 2 tờ. Còn 2 tờ em chịu luôn rồi, rồi anh hai lấy 2 tờ nữa là 6 tờ rồi, coi như chúng rồi, chiều nay là chúng rồi. Em chúng luôn á. Lâu gặp Tư thấy Tư còn mạnh khỏe lắm mừng. Dạ. Em cũng ở nhà không á, chứ em đi đặt lò đất lú ở ngoài kinh, tụi ở ra trên ruộng rồi nè. Bây giờ rồi mới đi bán cái số, mới có 2 bữa đó. Dạ. Thiệt em rồi, em mới bán có 2 bữa hả? Em cũng cầu danh cho vô động đất, em cũng vô nữa nè. Nãy em tôi kêu lấy đại cho tôi, cái em lấy số này rồi xong anh hai mua 2 tờ vậy nữa. Thôi em lấy còn em còn 2 tờ em chừa luôn. Dạ thôi chúc chị mạnh khỏe nha. Dạ. Cảm ơn anh hai ơi, em về à. Bây giờ em đã bán xong rồi cô chú anh chị ơi, giờ em chạy đi lấy số luôn, giờ cũng trễ rồi, cũng chạy đi lấy số xong rồi để về nhà sắp số lại rồi, cái em đăng lên trên Facebook với Zalo em bán tiếp cô chú chị.
280 lấy 200 thôi. Bữa nay giá cũng bị đưa nhiều mà dạ. Đưa đi anh đưa đi đưa nhiêu đó rồi mai đưa xong bán rồi mai đưa cũng được. Dạ vậy em lấy ha, vậy là nhiêu tiền nha? Dạ 2,5 triệu. Thường thường giá thứ bảy không phải nhiều, thứ ngày thường thứ ba thứ tư ít nhất. Dạ. Giấy giò bên này không? Hôm qua không lấy số, hôm qua lấy giấy giò hả? Dạ hôm qua em bán em cho người ta giò bằng điện thoại luôn chị. Em cho ông bà cái giấy giò bằng điện thoại. Rồi em cảm ơn chị, em về chị. Hồi bữa nay bán mệt nhá chứ đâu. Đang chạy hơi bị mệt. Nắng quá. Mệt thì ra chú Tám huấn luyện cục bộ mà. Luyện cục bộ. Cô chú anh chị ơi, em mới đi bán về, em cũng đi lấy số về luôn. Giấy số của ngày mai. Rồi hồi nãy là đại lý giao cho em là 280 tờ giấy số. Ngày mai thứ bảy cô chú anh chị. Thì em ngày mai cũng gắng cố gắng em chạy sao để bán cho hết 280 tờ. Tại bình thường ổng gài đó là hai ngày nay là em bán ngày đầu tiên là 210. Bữa nay bán được 200 tờ giấy số. Thì em rất chân thành cảm ơn tất cả cô chú anh chị trên Facebook cũng như là trên Zalo, như là những cô chú anh chị và các bạn trên đường em đi bán ủng hộ em. Em rất chân thành cảm ơn tất cả cô chú anh chị rất là nhiều luôn. Chúc cho tất cả cô chú anh chị và bạn luôn gặp nhiều may mắn. Em bán thì em rất mong là cô chú anh chị là chúng để mà mình bán sau này mình đắt nữa. Thì em chỉ mong là cô chú anh chị được nhiều may mắn. Dạ, mình cũng xin chào cả nhà nha. Đúng rồi, nữa. Bữa nay ghé chú Tám uống cà phê chiều rồi cô chú anh chị rồi hàng sản chạy ngang rồi ghé ra trò chuyện với chú Tám như là khoe rồi chú Tám là em bán vừa mới hết như mới lấy số về mới bán cộng vậy rồi cô chú anh chị là 280 tờ. Cái này người ta sắp sẵn cho con luôn rồi chú Tám, ta sắp sẵn cho con lóc một số vậy là 12 vé hả? Dạ. Chút xíu về cái con máy chụp hình con máy đăng lên cho Zalo với lại Facebook. Đăng lên cũng có nhiều ông bà cô chú ủng hộ. Rồi uống cà phê coi. Mời cô chú anh xin mời các bạn uống cà phê nha. Dạ mời cô chú chị dùng cà phê hai chú cháu nha. Mình mở từ ghế đây nhưng dạ. Con nghiệp nha, đi bán cà phê đi vậy chứ không có uống ngoài chợ. Đấy, thì ghé đây nhà chú Tám còn ngồi về nhà dưới mẹ pha uống. Nhiều lúc con vô con ngồi á con cũng ngại, con cũng có uống như đó. Vậy đó. Dạ. Nhiều lúc cũng ngại rồi nó vô rồi không cũng kỳ chờ á. Cái con cũng kêu ra ly con uống trà đường hoặc là cà phê. Đúng rồi. Dạ. Mình tại nhiều khi trời mưa đó rồi vô đụng đó chứ đâu. Rồi cái hay là mình nắng như đó, cái mình chạy mệt cái mình vô mình ngồi cái mình bán rồi cái mình ngồi đó mình chờ cái mình trời, rồi, uống ly trà đường hay ly cà phê vậy đó. Tắm mưa đi tiếp. Dạ. Ké cái giọng á. Dạ đúng rồi đó. Tỉnh chưa? Phải không? Trời ơi, nó đã. Không mà Thiên Tám pha cà phê ngon chưa lắm. Thiệt mà. Dạ. Thiệt quá. Thiên Tám ơi, pha cà phê ngon quá. Thiên Tám ơi, cảm ơn Thiên Tám nghe. Em ơi. Không nghe. Khánh nói gì kìa? Tôi nói Thiên Tám pha cà phê ngon quá, cảm ơn Thiên Tám. Nói Thiên Tám pha cà phê ngon quá. Tám thằng cột pin trong điện thoại á. Thì một lần nữa em xin cảm ơn toàn thể cô chú chị và các bạn đã và đang xem clip như là ủng hộ cho em những tờ vé số. Em rất chân thành cảm ơn toàn thể cô chú chị và bạn rất là nhiều. Dạ. Anh nói em pha cà phê. Nói Thiên Tám pha cà phê ngon quá. Ngon á. Dạ. Dạ. Dạ 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 cảm ơn Thiên Tám rất là nhiều. Các kêu ổng vậy uống. Thì em cũng xin khép lại clip tại đây.
mến chúc toàn thể cô chú chị và bạn sức khỏe vào nay nha. Bye bye và hẹn gặp lại. Chào. Cảm ơn chú Tám nha chú Tám. Dạ, không có gì.